Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Thì hôm nay em có lên một số tác phẩm để giới thiệu với bà con của mình nha. Có bộ giác 7 ngón, ghế đu đưa và một số đôn cũng như là đôn gỗ và đôn gốm nha bà con. Và một số món đồ phong thủy để giao lưu với bà con của mình. Qua số điện thoại em 0772 8772 78. Và em cũng cảm ơn bà con mình đã ủng hộ những cái clip vừa rồi rất là nhiều nha. Thì đầu tiên hôm nay mã số 1H có về một cái bộ quách đại nha bà con. Đó, chất liệu gỗ gõ nha, cẳng ốc vàng chanh, đó, được khảm trên là mặt đá giang mây. Đó, cái bộ quách này kiểu dáng giống như dạng quách tàu vậy đó nha. Đó, nhưng mà hàng này á thì tuổi đời từ 2 đến 30 năm thôi. Đó, nhưng mà em bao bằng tích, không hề bị như gãy hay đắp giá chỗ nào nha. Đó, bà con mình về cái kiểm tra hàng, nhiều khi có những món hàng còn gỗ bị chạy xước sơn chút đỉnh rất là đương nhiên. Đó, thì hàng thì theo thời gian năm tháng đó. Đó, nhưng mà bộ này thì em đã vệ sinh lại rồi, đã làm bóng bẫy hết rồi nha. Đó, thì bộ này nó gồm có 7 món, 2 đôn, 1 bàn và 4 cái ghế lớn nha. Ghế thì đều gắp bằng mộng hết nha bà con. Đó, lòng tích liền lạc sạch sẽ. Đây, đôn thì em đo bà con mình luôn có chiều cao là 66, chiều ngang của đôn nó 40 và chiều dài của đôn như thế này là 50 nha. Đó, hàng sạch sẽ, chạm đục là tứ diện, từ bàn cho tới là đôn hoặc ghế luôn, hay là chạm đục là tới chân luôn nha. Đó, đầu lăn nuôi cá tới chân. Đó, và cẳng ốc là cúc dây là tứ diện, trên dưới có cái kệ đôn cũng có cái một cái chỗ mình để đồ nữa nè. Đó, bà con mình xem đây, đó, cẳng đục chạm là tứ diện nha bà con. Đó, khá là đẹp nha. Đôn thì một cặp như thế này thì kích thước nó đều như nhau thôi. Đó, bàn thì một cái băng ghế có cái bàn dài nè, mấy cái này rất là nặng nha bà con, mình thấy vậy rất là nặng nha. Đó, bộ này thì cái bàn thì có chiều cao em đo luôn là 76 nha. Chiều ngang của bàn là nó 55, tổng cái chiều dài của bàn thế này là 115. Đó, mặt bàn đá tàu đá dân mây khá là đẹp. Đó, dày dặn cứng cáp liền lạc nha, mặt bàn liền luôn. Đó. Đây, chân là chân mặt bọm nè, nó chạm được tới dưới luôn, mỗi chân này độ dày cũng là 7 phân vuông. Đó, bà con mình xem nha. Đó, cũng được cẳng như thế này nè, và chạm cái gì bên dưới nè, chim hoa nè. Đó, thì tứ diện hết đều như thế. Đó, mặt bọm đầu lăn đuôi cá luôn nha. Đó, những cái vẫy cái vi, bộ này nói chung mình đặt về trong nhà thì nói chung rất là sang trọng, rất là đẹp, giống như em thế này nha. Đó, mình đặt như thế này thì rất là sang. Đó, và nó mang cái chất là đẳng cấp luôn á bà con mình xem nha. Đó, không chê vào đâu được. Đó, thì ghế có 4 cái ghế như thế này rất là to nè, ghế bề ngang rất là rộng nha. Đó, mình ngồi đứng tự chân mình có cảm giác thoải mái. Đó, nó rộng rãi và cũng có hai cái tay mình để lên đó nè. Đó, mình ngồi rất là thoải mái và rộng rãi nha. Đó, và đặc biệt cái mặt đá nữa nó rất là mát. Đó, cái này đều gắp bằng mộng hết nè, thì dặn chắc chắn nha. Ghế thì em đo luôn có chiều cao này nè nha, đó là 110. Đó, chiều cao tổng 110, chiều ngang cái phần vựa lưng này là 70, nếu mà chiều ngang luôn của quỳ hai tay là 74. Mỗi tay có chiều dày 6 phân, thành sau lưng này dày là gần 4 phân. Đó. Đây, chiều sâu này ra mình ngồi nó lên tới 53, đó, nó rất là rộng. Còn cái chiều mà cao lên nó là 48 nha. Còn cái chiều ngang lọt là phủ bì hai cái phần dưới là 72. Đó, được khảm dây leo nè, cúc dây rồi con mình xem nha, đường chỉ dèm rất là đẹp. Nói chung ốc này á, ốc này ốc cũng tầm trung chứ không phải là ốc xịn ốc quyết lắm nha. Đó, nói chung có sai báo vậy nhưng mà cũng không phải một loại ốc cũng thường. Đó. Bà con của mình xem có thể cảm nhận được nha, cái bộ này nói chung thì rất là đẹp và nó đồng thanh đồng thủ hết rồi. Đó, chân bàn, chân ghế cũng như thế, cũng được chạm được bà con của mình xem từ những cái chân á. Rất là kịch cộm chắc chắn, nó tượng trưng cái sự lực lượng nha. Có những bộ vách nó nhỏ hơn vẫn có nha bà con, bộ nhỏ hơn vẫn có nha. Đây bên hông bà con mình xem đây. Đó, bên hông cũng được cẳng nè, mặt sau lưng cũng được cẳng nè nha. Đó, cẳng đều hết, cẳng kính hết trơn, từng cái chỉ dìm của nó luôn. Đó, nên cái bộ này về mình sưu tầm như ví dụ như cái phòng nhà em nè, bà con mình về mình đặt lên mình nhìn nó sáng sủa rất là đẹp. Đó, mình nhìn nó mang tính chất là sạch sẽ và trang nghiêm thêm nha. Đó, cổ kính đây khá là nặng nha bà con, khá là nặng nha. Bà con mình có nhu cầu nhã ý thì các bạn qua Zalo em sẽ tư vấn thêm, hoặc là đến trực tiếp nơi của em để bà con mình có thể xem người thật việc thật, đó, đúng hàng đúng chất lượng của nó nha. Đó, thì cái bộ vách này em giao lưu với bà con mình có giá là 52 triệu, em bao ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Đó, có loại 30 mấy em cũng vẫn có nha bà con, đó, nhưng mà nó hay không có lớn và đại được như thế này. Họ chắc là giỏi nhất đại đó nha. Đó, 7 món. Rồi đến với mã số 2 này á, là em có một cái ghế đu đưa. Đó, ghế đu đưa này là chất liệu gỗ cẩm lai. Đó, bà con mình xem nha. Đó, gỗ cẩm lai nguyên con và được cẳng ở trên nè. Ốc là 7 màu lóng lánh rất là đẹp.
đó, và cảnh thân cây gỗ xưa kết hợp với nhà, đó là một bức tranh mà đó, bà con mình xem cụ thể nha. Ghế này mà đứng cao như thế này, cái màn dựng đứng cao như thế này nó lên tới 113 nha. Chiều ngang bằng tựa lưng này lên tới là 56. Chiều ngang cả hai tay luôn là 75, ngang hai tay 75. Nếu mà em đo chiều dài á, nếu mà em bật xuống luôn hết luôn á thì nó lên tới 170, nhưng mà cái chiều dài như thế này mình nằm trên 100 kg rất là thoải mái nha. Đấy, khung thành sau lưng này dày là 4 phân, đó, trên khảm 3 chữ Phúc Lộc Thọ, hai bên là cẳng tích là hai con rồng Mai Hóa Long, đó, Song Long Trọng Nguyệt, dưới là cẳng tích Phu Thê Viên Mãn, hai bên là được cẳng là tích làm cổ đồ, đó, tích cổ đồ nha. Đó, và hai bình hoa hai tay nè, hai tay này độ dày nó 8 phân lần này nha. Đó, và đặc biệt này của nó là gỗ cẩm lai nha. Nó ra cái chỗ mà xa của mình cũng ngồi nó xa được luôn nè. Hai bên hông người ta làm cũng rất là tỉ mỉ tinh vi, cẳng những chữ thọ lên nữa. Đó, mình sưu tầm về mình làm quà cáp mình tặng cho ông bà cao tuổi lớn tuổi của mình, họ nằm họ nghỉ ngơi, nói chung thì cũng rất là ý nghĩa nha bà con. Thì cái ghế đu đưa này giá em giao luôn cho bà con mình hôm nay em thanh lý luôn là chỉ 18 triệu thôi nha. Họ 18 triệu bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn. Đó, bà con của mình cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giúp em, đúng cẩm lai đúng như hiện vật em nói nha, bà con mình nhận. Đó, cái này nói chung là rất là đẹp, không chơi vào đâu. Tiếp theo đến mã số 3 thì có một cặp đôn, nó cặp đôn gỗ nha. Đôn này á, là gỗ cỏ ốc vàng trăm, mặt là mặt đá giăng mây. Đôn này tuổi đời cũng khá là sâu nha. Đó, cả 30-40 năm. Đó, bà con mình xem nó cái màu của nó theo thời gian rồi. Chiều cao em đo là 50, đường kính mặt của bì là 30 đi. Cẳng là tứ diện. Đó, bà con mình xem nha, bốn chân. Đó, bốn chân lộng rất là đẹp nha. Chạm ở trên này dìm là chim hoa nè. Bà con mình dùng mình kê những cái bình hoa trộn hoa lên thì rất là đẹp nha, hoặc những đập lục bình. Đó, hoặc mình làm một cái đôn mình ngồi kèm theo những cái bộ bàn ghế có thiếu á, mình vẫn ngồi được. Cái này sưu tầm lẻ. Đó, em sưu tầm lẻ có sao em giao lưu vậy nha. Cặp này có giá giao lưu là 5,2 triệu một đôi, 5,2 triệu nha. Đến với mã số 4. Số 4 này á thì em có một cặp đôn nữa nè, đôn gốm Biên Hòa nha bà con. Đó, tuổi đời nó cũng tầm 40 năm cho cặp đôn này đấy nha. Đó, hàng lòng tích liền làng. Đặc biệt cái đôn trống này nè, nói chung cái mẫu này rất là ít trên thị trường chứ không có nha. Đó, ngày xưa người ta làm ra nói chung không có số lượng đâu. Đó, mặt là mặt mà con xem bơm bớm nè. Đó, xung quanh nó đắp nổi hết nha. Đôn này to bự nha bà con. Chiều cao này thì em đo là 52 phủ bì, đường kính mặt đôn 33. Hoành bụng này em đo lên tới là 140 lần nha. Không hề nứt mẻ hay tóc gió chỗ nào, hàng thì em bao làm tích. Đó, dưới là đắp những cái tích nè, nó đồng tiền tứ quý. Đây mặt bọm nè nha. Đó. Đây bà con mình xem chôn đây nha. Đó, rất là đẹp. Không hề nứt bẻ hay tóc gió chỗ nào nha. Cặp này giá em giao lưu là 7,2 triệu một đôi. Khá là nặng nha bà con, bên ngoài to lớn lắm nha, 7,2 triệu đồng. Mã số 5 này có một cặp đôn hoa mai nữa nha, hai tầng. Đó, đặc biệt cặp đôn này nhá, những cái đôn á nó gần bằng một cái bàn mini của mình luôn, mình kê đồ lớn rất là tiện, rất là thoải mái. Hoặc mình làm một cái bàn nhỏ mình ngồi chẳng được hai người luôn á nha. Đó, bà con mình xem cẳng ốc như thế này tứ diện nè, hai tầng. Chiều cao cổ đôn này thì em đo lên tới là 79, đường kính cái mặt đôn là nó 55, rất là lớn. Chân đôn mỗi chân là hơn 3 phân, tầng 3 phân rưỡi, chạm đục tới chân, nó hoa mai chạm nổi. Cẳng ốc đó, theo thời gian nó làm tích nha, tứ diện. Đó, bà con mình xem nó cẳng đục tứ diện nha. Đây trên mặt là cẳng nè, đó dây nó làm tích liền lạc. Đôi đôn này có giá em giao lưu là 14 triệu đồng. Đó, 14 triệu nha bà con của mình. Nếu mà ở gần khu vực miền Tây của chúng em á, em có thể giảm chút đỉnh chi phí cho bà con của mình về những món đồ lớn được nha. Đó, vì ở xa ship đi xa phí rất là cao. Đó, cho nên không giảm được nhiều nha. Rồi mã số 6 này thì có một cặp lễm nè. Đó, một cặp lễm tích chim hoa. Đó, một bên đó là người ta cẳng nè, một cây trúc, bên đây cẳng một cây mai. Ở trên là cẳng những cái hồ lô kết hợp với những cái chữ Nho Hán ngày xưa nha. Đó, bà con mình xem đặc biệt là gỗ gõ liền nguyên tấm nha bà con. Đó, với tổng cái chiều cao của cái bức này, mỗi bức này thì em đo nó lên tới là 127, ủa 227 lần nha, 2m27, khá là cao. Đó, chiều ngang mỗi bức em đo luôn là 25. Đó, 25 cho mỗi bức nha. Đó, ốc thì bà con mình xem nha, lành tích không có bong chóc con nào. Độ dày của cái khung tranh lên tới 3 phân, gỗ là dán liền khối.
Đó, chứ là cẩn cho cái tượng trưng cái tích là như là thanh mai trúc mã như bà con mình xem nha. Trúc và mai á, chim hoa nhìn cũng rất là đẹp, nhìn rất là hồn luôn. Đó, ốc này bên ngoài đẹp hơn như trên màn hình nha bà con. Đó, mình nhìn phía mình nhìn trên màn hình á, thì ánh sáng thay đổi màu á, nó không có chuẩn chính xác. Cho nên bà con mình nếu mà có nhu cầu nhà ấy ở gần thì đến trực tiếp nơi của em mình xem cho tận mắt người thật việc thật. Hoặc mình có thể á, là kết bạn Zalo như ở xa thì em sẽ quay trực tiếp nha. Mặt dán sau lưng đây, tiền thối. Cặp liễm này có giá em Zalo với bà con của mình đó là 11 triệu thôi nha. 11 triệu bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn. Đó, kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Rồi đến với mã tiếp theo này á, em có một cái chậu ngũ sắc nữa nè nha. Đó, chậu này được người ta vẽ là tích là dây leo khá là đẹp nha. Đó, ngũ sắc vẽ kính hết trơn luôn. Đó, chiều cao cái chậu thì em đo là 15, đường kính miệng là khoảng 14, 41 nha. Cái diềm nó dày khoảng 1,5 phân, 1,5 tới 1,5 phân nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Đây, đó. Đó, rất là dày, không hề nứt mẻ tóc gió nha. Chôn đế cũng rất là đẹp nè, màu sắc sặc sỡ. Đó, lần tích liền lạc. Chậu này có giá em Zalo là 2.200.000. Mình làm một cái chậu rửa tay, rửa mặt hoặc mình nuôi cá trưng bày phong thủy rất là tốt nha. Rồi, mã số 8 này em có một cái đĩa gốm Biên Hòa. Đó, cái đĩa này á, là một cái tích đó. Đó là tích này á, gọi là tích anh hùng tương ngộ nha bà con. Anh hùng tương ngộ. Đường kính đĩa này nó lên tới là 51 lần nha. Chiều cao của đĩa là 7 phân, rất là dày. Đó, bà con mình xem cọp nè, đại bàn rất là đẹp nha. Vẽ rất là đẹp. Đấy, bà con mình xem mặt sau lưng nữa đây. Hoa văn bên ngoài men của nó nè, một chuyện mọc nổi luôn. Đó, hay những cái có những cái móc này mình dùng treo tường á, hoặc là mình có thể mình làm cái kệ mình để lên vẫn được nha. Đó, anh hùng tương ngộ. Đĩa này giá em Zalo với bà con của mình nó là 2.200.000 thôi, 2.200.000 đồng. Tiếp theo là mã số 9, em có một cái chiếc bình bình chim phượng nghe bà con, bách hoa. Đó, khá là đẹp nha. Đó, cũng là gốm Biên Hòa luôn. Cái bình này rất là to, từ khoảng độ em độ cả 15 lít đó. Chiều cao tổng là 42, chiều dài ngang tổng là 42 luôn nha. Cái hoành bầu bụng là 90. Đó, đây bà con mình xem nha, không hề nứt miệng hay là mẻ chỗ nào nha, làm tích liền lạc. Đó, bách hoa khá là đẹp, chôn đế đây. Đó, liền lạc sạch sẽ. Bình này có giá em Zalo với bà con của mình đó là 4.800.000 nha, 4.800.000 đồng bao ship tận nhà. Thì bà con của mình cứ đến nơi kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giúp em. Mã số 10 em có một chiếc bình nữa nè. Đó, chiếc bình này chữ này là chữ Phúc nha. Đó, bà con của mình xem giùm em. Chiều cao này thì em đo 25, chiều ngang là 23 nha. Đó, bà con mình xem bên đây là hình một con rồng đắp nổi nè. Đó, xung quanh này nha, hoa văn. Đây, chôn đế đó bà con mình xem nha. Biết bình này giá thì em Zalo cho bà con mình là 1.500.000 đồng nha. Bao lần tích liền lạc gốm Biên Hòa, tuổi đời từ 3 tới 40 năm thôi. Mã số 11 em có một cái điếu bát hình con ngựa nữa nha, men gạn luôn. Cao cả ống luôn là nó 12-15, còn cao cái điếu không 13 nha. Chiều dài này 15 thôi, men gạn khá là đẹp nha. Đó, cái này mình về vệ sinh sơ mình có thể xài được. Cái này có giá 500.000 thôi nha bà con, 500.000 đồng. Rồi mã số 12 này em có một cặp bình nữa nè. Một cặp bình rất là đẹp nha, quẻ tích hạt nha. Đó, chiều cao em đo 23, đường kính miệng 8 phân, hoành bụng này của nó là 45. Nói chung hàng này cũng không phải hàng cổ hồi xưa lắm đâu nha, hàng gần đây thôi. Về bà con mình có thể xài sử dụng cắm hoa được luôn, trưng bày vẫn đẹp. Đó, đặc biệt nó làm tích nha, giá em Zalo đôi này chỉ có 800.000 thôi, 800.000 đồng. Đến với mã 13, đây em có một cái mà tiểu cảnh đó nè, sông Trầm nha. Đây là một cái sông Trầm đó nha bà con. Đó, sông Trầm này á, bà con của mình xem thường người ta đốt sông Trầm lên. Và đặc biệt cái khói gỗ này nè, của nó làm bằng đó là gỗ chắc nha bà con, liền khói chắc lũa đó nha. Mình để Trầm trên đây mình đốt này nha. Đó, bà con mình xem, đây mang chữ Thọ. Đó, còn bên đây là Phật A Di Đà ngồi. Đó, bà con mình xem, và đặc biệt nó là gỗ chắc luôn. Chiều cao tổng em đo là 35, ngang là khoảng 20 thôi nha. Đó, tác phẩm này có giá là 500.000 cho bà con mình nha. Đó, gỗ chắc nha bà con. Đó, rất là đẹp nha, mình đốt Trầm hương luôn á. Rồi mã số tiếp theo 14, em có một cái kệ Tam Sơn. Đó, Tam Sơn này là gỗ này cũng là gỗ chắc nguyên cái luôn nha, nguyên cái gỗ chắc Tam Sơn này nha. Chiều dài thì em đo lên tới là 56,
chiều ngang là 18, chiều cao là 13 thôi. Đó, hàng sạch sẽ, liền lạc, lành tích nha. Đó, mặt sau lưng của nó đây. Đó, còn mặt trước bà con mình xem chạm hoa văn nha, chạm đục hoa văn. Kệ Tam Sơn là giá 1.300.000, em bao ship tận nhà. Đó, chất liệu là gỗ chắc, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Mã tiếp theo này thì em có một bộ sưu tập nữa nè. Đó, mã số 15, một bộ ấm nè, ấm nhìn giống như là những cái hình cái tre cái chút nha. 6 cái ly, một cái ấm và một cái khay trà này, khay gỗ cẩm lai. Đó, đi nguyên bộ combo của nó nha. Ấm nhìn rất là đẹp, ấm có 4 chân luôn đó nha. Chiều cao em đo tổng là 24, chiều dài của cái ấm này lên tới 30 lần. Ly đường kính là 6 phân hũ bì, chiều cao ly là nó 5 phân. Đây. Đó, màu men theo thời gian khá là đẹp nha. Đó, ấm thì 4 chân nè. Đó, bà con mình xem nha. Bộ này mình trưng đề co thôi, nói chung là rất là độc lạ nha bà con, độc lạ nha. Đó, khay trà thì khay có cẩm lai được cẳng ốc vàng trăm tứ diện luôn rồi nha. Chiều dài khay trà em đo 34, chiều ngang nó khoảng 20, cao 12 thôi, nguyên bộ thế này. Giá em giao lưu là 3.500.000. Đó, 3.500.000 bao ship tận nhà, bao kiểm tra hàng. Đó, giờ tác phẩm này cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Đầu sư Lê Nguyên xin chân thành và cảm ơn bà con mình đã xem kênh nha. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký để ủng hộ những clip mới mỗi ngày bên em. Cuối clip cũng mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều. Xin hẹn lại những clip kế tiếp ạ.